Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Chuẩn bị gì khi kinh tế đi xuống và lạm phát tăng cao? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Sau đây là trải bài của các bạn. Trong trải bài, các bạn có những lá như sau. Đầu tiên là các bạn có lá bài Ship of War, 6 kiếm. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Seven of Swords, 7 kiếm. Lá bài cuối cùng sẽ là lá bài Ten of Wands, 10 gậy. Và sau đây mình sẽ giải thích chi tiết từng lá bài. Dạo gần đây các bạn nghe những lời bàn tán về một cuộc suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao đang rình rập và có thể khiến cho bạn lo lắng về tương lai tài chính của chính mình. Khi mà lá bài 6 kiếm này xuất hiện, nó hàm ý cho sự hồi phục. Điều này đặc biệt là đúng khi chúng ta vừa trải qua cái thời dịch bệnh Covid một thời gian rất là dài, một khoảng thời gian khó khăn rất là nhiều với những tổn thương tâm lý và để lại cái hậu quả kinh tế rất là lớn. Trong suốt cái giai đoạn chịu đựng cái tai họa này, chúng ta luôn cảm thấy là lãnh cảm, thiếu kết nối với mọi người và không còn điều gì quan trọng trong tâm trí của các bạn hết á. Giờ đây các bạn đang bước vào một cái giai đoạn để hàn gắn và cố gắng chữa lành cái tổn thương từ cái đại dịch đó. Và những cái người chúng ta đang đi trên một cái con đường là ít nhất là chúng ta có một cái sự tiến triển hơn so với 2 năm về trước. Và các bạn đang tiến tới một cái vùng đất là mới khi phải bắt đầu lại từ đầu, ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng để tiến vào bờ. Tức là bạn vẫn phải cố gắng làm để các bạn đạt được những gì trong cuộc sống, có thể nuôi sống gia đình. Và đại dịch nó cũng cho các bạn có một cái khung cảnh suy nghĩ rất là khác, từ những cái suy nghĩ cũ sang một cái quan điểm mới để chúng ta có thể thích nghi thực sự với hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta phải thay đổi những cái vị trí này, thay đổi những cách làm và thay đổi rất nhiều theo nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Và chúng ta cũng thấy được rằng không có hứa hẹn trong cái thông điệp niềm vui lớn xảy ra trong thời điểm hiện tại sau những cái thất vọng tột cùng của sự mất mát và chia ly. Tuy là không phải một chốn địa ngục không đáy, nhưng đơn thuần nó là một cái sự buồn phiền tuyệt vọng đang hiện diện trong tất cả chúng ta. Và hãy biết rằng dù hoàn cảnh có thể không được lý tưởng, nhưng dù sau này bạn cũng có thể tiến tới một cái nơi mới tích cực hơn, một công việc, một cơ hội vẫn còn đó, những điều kiện mới mẻ tràn trề hy vọng đang chờ các bạn phía trước. Và ở một số bạn, có thể các bạn đang quyết định trong cái việc là rời bỏ công việc mà bạn cảm thấy không phù hợp nữa. Nhưng bạn hãy tin tưởng đi, tạo hóa sẽ dành cho bạn một vị trí mà bạn muốn, bởi vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Bạn đừng có ngần ngại yêu cầu sự giúp đỡ hoặc tìm kiếm thông tin mới khi bạn gặp phải những áp lực trong môi trường công việc mới của bạn. Lá bài 6 kiếm này cũng hàm ý là có một cái thay đổi nơi bạn sống và làm việc, kinh doanh theo nghĩa đen. Nhưng đây là một cái thay đổi rất là tốt nếu như bạn chịu thực hiện cái sự thay đổi này. Và chúng ta vừa trải qua một cái thời giai đoạn tài chính rất là khó khăn khi Covid diễn ra. Nhưng tới thời điểm hiện tại, các bạn đã có xu hướng thay đổi rất là nhiều. Nó tốt hơn so với 2 năm trước. Và thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ quá bốc đồng trong cái việc đầu tư do chúng ta háo thắng, chúng ta muốn chúng ta lấy lại những gì đã mất. Nhưng mà các bạn đang tiến về phía trước và các bạn phải dành cho mình những cái món chi tiêu nhỏ nhặt. Đừng quá say mê, hãy sử dụng dòng tiền mình một cách khôn ngoan. Nếu bạn đang rất là bốc đồng thì hãy chuẩn bị tiếp cận với những thời điểm khó khăn đang diễn ra. Đây không phải là lúc mà các bạn đầu tư để mà nhận lấy rủi ro. Và khi mà cái lá bài 7 kiếm được xuất hiện, nó chỉ ra rằng có một cái sự gian dối thủ đoạn xung quanh bạn trong bối cảnh các bạn đang làm việc. Đồng nghiệp có thể đang cố gắng làm cho bạn suy yếu đi, hoặc nói dối sau lưng bạn, hoặc đánh cắp những cái dự án của bạn, hoặc các đối tác kinh doanh của bạn có thể là tham gia vào các giao dịch xảo quyệt khiến cho bạn gây khó khăn trong cái thời điểm hiện tại. Dù trong cái tình huống nào thì sự lừa dối này dường như đó đang thoát ra khỏi sự phát hiện của bạn. Do đó các bạn cần phải sử dụng một trí óc thông minh để mình có thể là biết đâu điểm mạnh của mình, như khả năng thích ứng để mình nhận ra những dấu hiệu này.
thì chỉ khi đó bạn mới đứng trên được cái vấn nạn phát sinh và bạn thấy được cái trò chơi của người khác, biết cách để áp dụng các chiến lược và kế hoạch để thúc đẩy sự nghiệp và công việc của các bạn. Và tại thời điểm này, các bạn nên tránh cái việc thực hiện các trò chơi mạo hiểm với tiền bạc như là chơi chứng khoán, cổ phiếu hay là các đồng tiền điện tử hoặc các khoản đầu tư và giao dịch ngay lúc này. Có thể là bạn đã khó khỏi cái việc mà lẩn quẩn với tiền bạc khi xưa, nhưng mà cái việc đầu tư không khôn ngoan là cái giá phải trả cho những cái gì bạn không có tìm hiểu kỹ cũng như không biết rành mà đầu tư, nó sẽ khiến cho bạn lụng bại sau này. Và nếu trong như quá trình mà các bạn làm việc, các bạn cảm thấy là những kế hoạch và chiến lược của bạn không có khả thi á, thì bạn cần phải quay lại để mình suy nghĩ và sáng tạo hơn một chút để giúp cho chúng ta đạt được những công việc trong tương lai. Và cái việc quan trọng nhất là các bạn phải tập trung vào cái việc bạn đang làm, phải tìm ra những công việc bạn đam mê, mà cái việc đó nhất định phải kiếm được tiền, và cái việc đó cũng phải đem lại giá trị giúp đỡ người khác. Khi bạn thỏa mãn được 4 yếu tố, làm một công việc đam mê nè, giúp ích cho người khác nè, vừa có tiền nè, và bạn thích việc đó thật sự, tập trung 100% sức lực, thì đó mới là dấu hiệu, thì đó mới gọi là công việc ước mơ. Khi mà bạn hội tụ đủ 4 yếu tố trên, và ngay tại giai đoạn này, nếu như các bạn cảm thấy là mình không đủ thực lực và kỹ năng, thì các bạn nên cân nhắc cái việc là quay lại trường học để lấy bằng cấp hoặc cải thiện những kỹ năng làm việc của mình, để khi mà cơ hội đến thì các bạn có đủ một cái tương lai khi bạn trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để bạn phục vụ cho công việc của bạn trong tương lai sau này. Và lá bài cũng khuyên các bạn là bắt đầu xem xét lại cái việc cắt giảm chi tiêu nè, cũng như bạn xem là những cái trường hợp xấu nhất và tốt nhất như thế nào nếu như bạn có thể diễn ra để mình cắt giảm những chi phí không cần thiết, tránh xài những cái gì đó làm cho khiến cho các bạn phải tiêu tốn tiền vào những việc vô ích, hoặc là xài những cái gì đó rất là xe xua mà không cần thiết trong thời điểm này. Và các bạn cũng phải tăng lớn lên cái quỹ mà khẩn cấp khi mà các bạn có thể đủ sinh sống trong 3 hoặc 6 tháng nếu như các bạn thất nghiệp. Cái điều này là cái điều cần làm. Các bạn cần phải đủ số tiền tiết kiệm để trang trải sinh hoạt cho các bạn ít nhất là từ 3 đến 6 tháng nha các bạn. Và ngay tại cái thời điểm này thì lá bài cũng khuyến nghị các bạn là nếu như các bạn đang gánh phải những cái khoản nợ lãi suất cao, bởi vì cái thời điểm này ngân hàng nó tăng lãi suất rất là nhiều, các bạn phải bắt đầu tập trung cho việc trả đó. Nếu không á, không chuẩn bị cái việc trả nợ là bạn sẽ bị tăng cao khiến cho bạn khó có trả nợ được. Từ đó sẽ gây cho các bạn rất là khó khăn, bạn có thể mắc những cái việc bạn thế chấp ngân hàng hay là tiền lãi rất là cao mà các bạn sẽ dẫn đến là mất khả năng chi trả. Và điều gì sẽ giúp cho các bạn có những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc mà kinh tế đi xuống hoặc lạm phát là gì? Khi mà lá bài mười gậy này xuất hiện, nó hàm ý là cái thời điểm bạn phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Nhưng đây không phải là một dấu hiệu mà các bạn vui mừng. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái gánh nặng quá sức. Bạn phải chịu trách nhiệm cho những công việc rất là nhiều. Nó đại diện cho cái việc các bạn phải đấu tranh cho cuộc sống này. Bởi vì khi mà cái kinh tế đi xuống như vậy á, các bạn đang rơi vào cái tình cảnh là phải bước lên nhận cái nhiệm vụ. Vì bạn chính là cái người duy nhất có khả năng gánh vác trọng trách này cho gia đình và cho chính bạn. Dù bạn đúng hay là sai thì bạn vẫn phải là người đứng ra giải quyết về vấn đề kinh tế và cũng như hậu quả của việc kinh tế đi xuống và lạm phát tăng cao. Và cuộc sống của các bạn sẽ trở nên khó khăn hơn bình thường, bởi vì các bạn phải chiến đấu vất vả để gặt hái từng thành công nhỏ nhoi. Mỗi bước tiến của bạn có cảm giác là các bạn đang đấu tranh vậy đó. Do đó bạn hãy rộng lượng hơn với bản thân mình, hãy nghỉ ngơi khi cần thiết, bởi vì khi có năng lượng như vậy thì bạn mới có sức chiến đấu với những cái khó khăn cho chính mình. Hãy làm nhẹ đi những gánh nặng bất cứ khi nào có thể. Hãy để cho người khác giúp đỡ bạn. Bạn không cần phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ, bởi vì nếu như các bạn nuôi dưỡng được cái lòng trân trọng biết ơn cái sự hiện diện của con người xung quanh bạn, những người đem đến tiền tài, những người đưa đến cho các bạn cơ hội, những người giúp đỡ bạn, bạn ghi nhận và biết ơn những cái người đó, thì nhất định đó, những cái người này sẽ giúp bạn rất là nhiều trong tương lai. Và để được vũ trụ giúp cho các bạn có sức mạnh để vượt qua tất cả cái khó khăn này, thì các bạn phải có một cái năng lượng biết ơn và phải nhắc đi nhắc lại trong đầu của mình hoài.
hãy biết ơn những người đó đến cuộc đời mình. Hãy biết ơn công việc các bạn đang làm. Hãy tập trung hết 100%, 100% sức lực thì các bạn mới có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Chính các bạn phải luôn luôn giữ một cái ý niệm dương, không được có một ý niệm âm trong suy nghĩ của mình, bởi vì tiêu cực nó sẽ dẫn các bạn đi sai nghiêm trọng trong các vấn đề từ lời ăn, tiếng nói và những cái mối quan hệ xung quanh. Và cái thời điểm này các bạn phải bỏ ra sĩ thân, tức là lúc nào cũng coi mình đúng, coi mình trên tất cả mọi người. Hãy tập là đừng xem mình là ai hết. Khi mình không là ai thì mình mới có thể biến mất thành bất cứ ai. Tức là từ đó các bạn sẽ chấp nhận những kiến thức mới. Khi mà các bạn thất bại từ vị trí cao xuống vị trí thấp thì các bạn cũng sẵn sàng làm việc từ ban đầu. Hãy tập cho mình ý niệm là mình không là ai hết nha các bạn. Hãy tập trung vào những cái tích cực nhất, ghi nhận và biết ơn những thay đổi trong cuộc sống này. Dù có khó khăn thì các bạn sẽ vượt qua sớm mà thôi. Và sự thành công được định nghĩa là bạn sẽ đạt được những thứ gì bạn mong muốn. Cho đó các bạn phải biết mình muốn gì và làm gì. Từ đó bạn phải có mục tiêu đặt ra để thấy là những khó khăn trong cuộc sống của mình sẽ không là gì hết khi bạn có mục tiêu để vươn tới nó. Và các bạn phải làm tất cả mọi việc trong lúc này với một trái tim mà các bạn yêu thích công việc đó. Hãy đặt lợi ích cho khách hàng của các bạn. Hãy đặt lợi ích cho công việc cao hơn so với lợi ích của chính bạn. Hãy sẵn sàng bố thí đi những cái ánh mắt nụ cười, giúp đỡ mọi người, ngôn từ. Hãy trao đổi cái giá trị cho người khác và thể hiện lòng biết ơn trong mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi việc các bạn làm, trong tất cả con người bạn gặp trong cuộc sống này, thì từ đó mới giúp cho các bạn vượt qua cơn tủy cực này. Và sau đây là thông điệp của Osho gửi đến các bạn, đó là creativity, đó là sự sáng tạo. Và thông điệp của lá bài này là các bạn phải đưa sự sáng tạo vào chính trong việc của bạn. Đó là đại diện cho sự thái độ và cách tiếp cận của bạn khi nhìn nhận mọi sự vật trong cuộc sống này. Và bất kể những điều gì bạn đang làm, nếu bạn làm với niềm vui và nếu như bạn làm với sự trìu mến, nếu hành động của bạn là không có nhóm màu vật chất, không có xem sự vật chất tiền tài là cái việc quan trọng nhất trong công việc của bạn, thì đây chính là cái sự sáng tạo. Nếu như trong tâm tư của bạn có thứ gì đó phát triển vượt qua chính bản thân của chính mình, thì bạn sẽ thuộc một cái phần là cái người rất là sáng tạo. Bởi vì cái tinh thần sáng tạo là một trong những cái tinh thần của đấng thiêng liêng của vũ trụ muốn các bạn xuất hiện trên thế giới này. Bởi vì chúng ta không có biết điều gì đúng hay là không đúng. Bởi vì chúng ta chỉ biết rằng khi mà bạn càng sáng tạo chừng nào thì bạn càng thánh thiện chừng ấy. Và sự thành công của bạn chỉ có được khi các bạn có thể trở nên sáng tạo hơn. Tức là bạn đang sống trong tâm của vũ trụ, trong tâm của Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh có một câu rất là hay là Chúa có thể là đấng sáng tạo, bởi những ai mà giàu sức sáng tạo chính là những kẻ gần nhất với người. Do đó các bạn hãy yêu quý những cái gì bạn đang làm. Hãy tập trung trong cái tất cả mọi hành động, bất kể việc đó là gì. Thật sự cái việc mà trải nghiệm sáng tạo chính là các bạn đang dấn thân vào sự quyền bí. Kỹ thuật, chuyên môn, kiến thức chỉ là công cụ, bí quyết để biến bản thân của mình thành một năng lượng vô cùng, có thể kiến tạo ra vạn vật. Chính là cái nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng sáng tạo sẽ giúp cho bạn đạt được tất cả những gì bạn có được trong cuộc sống này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.